Em có thể mô tả Việt Nam trong ba từ được không? Ngon. Em thích Việt Nam nhất vì người Việt Nam. Vietnam có nổ hot soon. Em chuẩn bị đi vào trong Ý. Đây là vẻ cô gái, bạn gái cũ của em. Ok, thế thì bắt đầu nhá. Max có thể giới thiệu bản thân mình bằng tiếng Việt được không? Dạ được, được được. À, mình tên là Max, không phải là Max. Đây là nhờ Max quá. Em em có biết Max không? Có Max. Nó không, nó là không phải là Max, đây là Max quá. Ở miền Bắc nổi đất quá. Đất quá. Dạ đúng rồi, khi nào có giả cao. À Max quá. Dạ đúng rồi. Hiểu rồi. Nhiều người ở Việt Nam không hiểu, không hiểu em khi nào nói Max. Bởi vì sẽ nghĩ ô nhờ mắt hả, anh nói vậy. Không phải. Đây là mắt quá. Nhiều người biết à mắt quá. Đúng rồi. Mình là 30 tuổi năm nay. Năm nay 30 tuổi. Mình là người Mỹ. Người Mỹ. Đang sống ở Việt Nam gần 3 năm rồi. 3 năm rồi. Dạ đúng rồi. Hồi trước em đang sống ở Đà Lạt. Đà Lạt. Đúng rồi, nhưng hiện tại đang sống ở Sài Gòn. Bây giờ chuyển nhà. Dạ đúng rồi, chuyển Sài Gòn. Bây giờ đúng rồi, đang thêm căn hộ mới. Căn hộ mới rất à? Là áp lực mà. Vì sao? Bởi vì có nhiều căn hộ ở Sài Gòn nhưng rất là khó tìm, có khu vực rất là đẹp, yên tĩnh và có giá tốt. Đúng. Nhiều nhà quá. Đúng, khi nào em có căn hộ em thích thì sẽ có người khác thuê rồi. Bởi vì căn hộ ở Sài Gòn đi nhanh quá. Đúng rồi, đi nhanh. Bây giờ kiểu quyết định nhanh. Nên là rồi. Mình cũng phải quyết định nhanh. Nhanh thế. Đúng không? Anh hiểu. Yeah, bởi, yeah, vì, yeah. Bởi vì anh cứ mới chuyển sang đây mà. À đúng rồi. Lúc đó anh cũng tìm nhà nhiều. Ở quận nào? À quận 10. À quận 10 tốt mà có nhiều đồ ăn ngon lắm. Đúng rồi. Nên là anh thích sống ở quận 10 hoặc là... Thực ra là nhưng mà anh muốn sống ở quận 5. À dạ, quận 5 rất là tốt, có chợ lớn. Đúng rồi. Có nhiều người khoe. Thế thì hiện tại Max đang làm gì ở Việt Nam? Đang làm YouTuber. Đúng rồi, đang làm video ở Việt Nam về ẩm thực Việt Nam. Ẩm thực Việt Nam? Dạ. Thế thì trước khi sang Việt Nam thì Max đã làm gì? À, em đã chuẩn bị đi, đấy là đi Trung Ý. Em đã muốn trở nên bác sĩ. Bác sĩ. Dạ đúng rồi. Hiểu. Em đã chuẩn bị vào trường y. Nhưng đấy là năm 2017. Em đi thành phố New York City. Đã đi có ở New York City, có thành phố Chinatown. Em đã đi chơi ở Chinatown. Đã nhận ra, trời ơi, không muốn đi học ở Trần Y. Không muốn đi chào A. À, muốn đi châu Á. Dạ, đúng rồi. Bởi vì kiểu Max thích văn hóa châu Á. À, đúng rồi. Thích văn hóa chào A nhiều lắm. Nhiều lắm. Đúng rồi. Từ thời gian đó, em chuẩn bị đi chơi ở chào A. Đi chơi chào A. Đúng rồi. Em đã đi thành phố Hồng Kông. Hồng Kông trước. Dạ đúng rồi, anh đã làm công việc giáo viên tiếng Anh một năm. Thế hả? Đúng rồi. Sau đó em đã đi du lịch ở khắp châu Á. Đi nước Philippines, nước Indonesia, nước Việt Nam, nước Malaysia, nhiều lắm. Anh đi du lịch ở châu Á và thế giới nhiều, nhưng em luôn thích Việt Nam nhất. Luôn thích Việt Nam nhất. Đúng rồi. Thế thì kiểu vì sao điểm nào là thích Việt Nam? Đấy là đồ ăn. Đồ ăn là một lý do anh thích nhiều, nhưng em thích Việt Nam nhất vì người Việt Nam. Người Việt Nam. Đương anh em thích nói chuyện với người Việt Nam. Người Việt Nam rất là dễ cười. Khi nào có người nước ngoài nói tiếng Việt rất là dễ cười, và người Việt Nam khó tò mò tại sao người Việt Nam biết nói tiếng Việt. Nó rất là dễ nói chuyện, rất là dễ chia sẻ văn hóa và lịch sử Việt Nam. Cho em đây là rất là thú vị. Và cuộc sống ở Việt Nam rất là dễ chịu. Khi nào em đang sống ở Việt Nam, anh thấy nhờ anh là người Việt Nam. Xin lỗi, em là người Việt Nam, đúng rồi, xin lỗi. Anh có tuổi hơn anh. Em là người Việt Nam. Em sẽ giỡn với người Việt Nam. Kiếp trước em là người Việt Nam.
em là người Việt Nam. À, kiếp trước. Kiếp trước em là người Việt Nam. Kết dẫn với người Việt Nam và quý Việt Nam mà sẽ giúp em thấy nhờ em chắc chắn là người Việt Nam. Em thấy rất là thoải mái ở Việt Nam. Sau khi em du lịch châu Á, em quyết định bắt đầu kiểu làm YouTuber đúng không? À đúng rồi, khi nào đi đang du lịch em làm nhiều video cấp châu Á. Nhưng gần đây em đã nhận ra em chỉ muốn làm video ở Việt Nam. Bởi vì muốn có một kênh ở YouTube cho đồ ăn Việt Nam. Bởi vì Việt Nam rất là đặc biệt. Cho em thì anh muốn có một kênh chỉ món ăn Việt Nam. Em chỉ đúng rồi, bởi vì có nhiều người bán đồ ăn ở Việt Nam. Có nhiều món ăn đường phố, nhiều món ăn ở nhà hàng, nhiều món ăn đặc biệt, nhiều món ăn quê. Nhiều lắm, thì anh muốn có chỉ kênh Việt Nam thì anh thích có khảo truyền với mọi người bán vui chủ và rất là thú vị. Đúng rồi. Bác đã ăn thử nhiều món ăn Việt Nam đúng không? Đúng rồi, nhiều lắm. Nhưng trời, 3 năm rồi em thử nhiều món ăn Việt Nam. Nhưng em không có nhiều món ăn em chưa thử. À, chưa thử. Dạ đúng. Thế thì trong món ăn Việt Nam bác đã ăn thử món nào ấn tượng nhất? Món nào ấn tượng? Ngon nhất thì khó, nhưng mà ấn tượng nhất thì biết như nữa kiểu. Đây là phương thức ngay mà. Bởi vì mỗi ngày em thức dậy và nói hôm nay có thêm gì, có thêm đồ ăn gì mỗi ngày khác. Nhưng bình thường là bấm. Em thích ăn bấm, nhờ mắm tôm, mắm rút, mắm nem, miền Tây có nhiều loại mắm, miền Bắc cũng có. Có vị chua chua, hay đuối nước ngoài sẽ nói thúi, nhưng cho em rất là gòn. Còn đây là nhiều umami, bởi vì ở Nhật Bản có một từ umami. Đúng rồi. Đây là rất là đặc biệt khi nào ăn bấm. Mắm, mắm thịt mắm. Vì sao em quyết định kiểu food reviewer YouTuber? Có lý do không? Khi nào em còn nhỏ, khoảng 5 tuổi hay 4 tuổi, em đã muốn trở nên đầu bếp. Đúng rồi. Em luôn thích đầu bếp và nấu món ăn và thử nấu món ăn mới. Nhưng khi nào em 12 hay 13 tuổi ở trên TV có nhiều TV shows. TV shows. Ở Mỹ có nhiều TV shows. Chương trình. Đúng. Và anh thấy em có thể được làm cái này. Khi nào em có tuổi lớn cao hơn khoảng 18 hay 19 tuổi. Có nhiều YouTuber. Kind of YouTuber giống như Mark Queens, The Food Ranger, Mikey Chen đã đi làm food review. Em đang nghĩ, trời em có thể được làm cái này. Đúng. Và sau khi em quyết định không muốn đi vào trường Y và đi chơi ở châu Á, em nhận ra, đây là giống như nhà cho em. Em thích ở châu Á. Mình luôn luôn và mãi mãi sống ở châu Á. Bởi vì đồ ăn ngon nhất ở thế giới. Và có văn hóa rất là thú vị. Thời gian đó em đã bắt đầu làm video ở YouTube khi nào em đang sống ở Hồng Kông. Không có làm bắt đầu. Đúng rồi. Đi làm không biết giáo viên tiếng Anh. Sau đó khi nào có thời gian rảnh đi làm video. Review ở Hồng Kông. Đúng rồi, đây là side project. Nhưng sau đó đã trở nên công việc của em. Trời, muốn nổ án. Bởi vì đây là an nhưng có mẹ nhớ người trẻ. Anh nhiều tuổi rồi. Thế thì khi mà em quyết định qua Việt Nam sinh sống, gia đình em có nói gì không? Không có nói nhiều vì ba mẹ của em không biết nhiều về Việt Nam. Bởi vì em có hai anh trai. Anh trai của em có bạn là người Việt Nam, tức là Việt Kiều. Đúng rồi, sau mà Mỹ có bạn Việt Kiều. Và khi nào anh 12 tuổi, em đã không đi làm việc ở xưởng ba. Bố. Dạ đúng rồi. đi làm không biết ở xưởng. Và có xưởng factory
À, xưởng. Dạ, xưởng. Dạ, và có một người Việt Nam, người ta không thể được nói tiếng Anh, chỉ nói tiếng Việt. Từ tối ngày đó, em khó tò mò về Việt Nam. Đúng, đúng rồi. Bởi vì gia đình cứ em bắt đầu ăn xin lỗi, ăn cơm mỗi ngày. Bởi vì người Việt Nam ở xưởng ăn cơm mỗi ngày. Ăn cơm mỗi ngày. Thì gia đình của em bắt đầu ăn cơm mỗi ngày. Đúng rồi, thì sẽ nấu cơm tưới cho bữa tối. Nhưng ngày sau sẽ ăn cơm ăn cả ngày. Max, bây giờ đến Việt Nam, sống ở Việt Nam 3 năm rồi. Đúng không? Thì sau khi đến đây, Max có bị sốc văn hóa không? Kiểu văn hóa khác nhau. Em rất là bất ngờ bởi vì người sẽ nói có nhiều món ăn đường phố, có nhiều người bán. Nhưng đấy là chính xác, có nhiều người bán đường phố cho em có cơ hội đi ăn 24 tiếng một ngày. 24 tiếng? Yeah, đúng rồi. Ý là em là có nhiều món ăn đường phố, không có thời gian khi nào không có món ăn. Nhờ khi nào đi Nhật Bản, không thể đi nhà hàng sớm, không có bữa sáng nhiều. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, yeah, đúng rồi. Ăn sáng ít. Dạ, yeah, ít, và ăn sáng ít. Và sau khi 12 giờ khuya hay 1 giờ khuya, 2 giờ khuya, không còn nhà hàng mở, còn kho rất là ít. Nhưng ở Việt Nam còn nhiều. Đúng rồi. Đúng rồi, rất là dễ. Cho nếu em muốn thức dậy 2 giờ khuya đi ăn có thể được. Bị sốc gì? Đúng rồi, ở Nhật thì chỉ một số nhà hàng thôi. Đúng, đúng, đúng. Ở Việt Nam luôn có. Thế thì bây giờ em có thể nói được mấy thứ tiếng? Tiếng Anh. Tiếng Anh. Tiếng Việt chút xíu. Tiếng Việt không phải chút xíu. Đây là chút xíu và tiếng Nhật. Cũng có chút xíu. Chút xíu hả? Bởi vì gần đây em không nói tiếng Nhật nhiều, không có cơ hội nhiều, nói nhiều. Và em đã muốn phát triển tiếng Việt của em. Em đã tập trung học tiếng Việt nhiều. Cũng nói tiếng Nhật rất ok mà. Ok. Nihongo mo jozu. Ne. Nihongo yoshi. Boku no Nihongo wa mama desu. Mama janai. Demo kantan na shitsubon ni wa kotaereru. Ah, so so. Demo kantan no koto wa wakaru. Ne, kantan na koto wa wakaru. So so. Tatoeba, Nihongo no drama miimasu. あ、日本語のドラマ、そうなの？深夜食堂わかる？あ、深夜食堂わかる、わかる。そう、好きです。あ、深夜食堂。やっぱり食べ物系なの？そう、文化と食べ物がある。あ、深夜食堂。じゃあ、先に日本語を勉強したの？先にベトナム語？どっちが先ですか？日本語を勉強したんが、最近ベトナム語だけ勉強して、ベトナム語の発音。の方が難しいです。ベトナム語の本当に難しい。例えば、ベトナム人、英語を話する好きです。例えば、そうそうそう。例えば、僕はアメリカ人から、ベトナム人は、英語を話したい。僕は、いやいやいや、ベトナム、アーシムはベトナム語を話したい。僕は、そうそう、ベトナム語だけ話したい。日本語の文法は、簡単じゃない。日本語の文法はやっぱり英語と全然違うから難しい。逆です。本当に逆です。でも発音が少ない。はい、そうそうそうそう。じゃあ、今回、テープラ、エムティック、今回、ニューテナオ、今日、ngoại hình và tính cách. Dạ. Ngoại hình trước. Dạ, hồi trước em đã có bạn gái cũ của em là người Việt Nam. Bạn gái cũ của em. Dạ, có mối quan hệ gần 1 năm rưỡi. Đây là thời gian chúng ta đã xong Đà Lạt. Xong chung. Nhưng hiện tại anh thấy em thích. Trời ơi, anh nói em nhiều lắm, xin lỗi, em thích cô gái dễ thương và anh thích cô gái dễ thương và anh thích có cá tính, cá tính có rất là chăm chỉ, có nhiều ước mơ. Anh thích cô gái có ước mơ bởi vì em cũng có ước mơ, khi nào ước mơ về công việc và cuộc sống. Em có nhiều sở thích và nếu em có mục tiêu thì em sẽ thử đạt mục tiêu. Và anh thích có con gái.
giống nào em giống nhau. Đúng rồi, thế thì em cũng có gấp mô con gái cưng có thì kiểu có thể hiểu nhau được. Đúng rồi, có hiểu kiểu và không liên lạc được cũng vẫn có thể hiểu được nữa. À đúng bởi rồi, vì để đạt gấp mô đúng rồi rất là dễ hiểu và rất là dễ ủng hộ. Khi nào có con gái có nhiều ước mơ, anh thích, xin lỗi, em thích ủng hộ con gái có ước mơ. Anh hiểu rồi. Nếu mà không có ước mơ thì kiểu muốn quan tâm nhiều hơn. Vì sao không liên lạc? Đúng rồi. Kiểu có thể có mọi người có một cuộc sống cho em muốn thử làm nhiều thứ cuộc sống của em. Ngoại hình thì sao? Ngoại hình, appearance. Đúng. Ví dụ thôi. Anh thích cô gái dễ thương, nhưng nhiều cô gái Việt Nam rất là dễ thương, phải không? À, rất là dễ thương và thế là có cái anh không biết nếu em có thích nhờ và trang hay đen hay mặc như thế nào thì anh không quan tâm nhiều. À, không quan trọng. Về rất là đặc biệt cho anh là cá tính. À, cá tính. Dạ, rất là đặc biệt. Anh không quan tâm. Anh không thích cô gái cao nhiều. Có cao nhiều hay không thích? Có môn có bạn gái có cao bằng em. Con gái có cao ít hơn em thì đây là được. Ok. Thấp hơn em thì được. Dạ đúng. Thì nhiều lắm. có cao nhiều lắm, đúng rồi. Ok, anh hiểu rồi. Thế thì anh hỏi về like con gái nữa nhá. Dạ. Ok. So sánh con gái Mỹ và con gái Việt Nam thì khác nhau như thế nào? Wow, rất là khác. Cho em biết ở Mỹ có nhiều người BBQ, nhưng BBQ và người Việt Nam rất là khác. Bởi vì đã lớn lên ở khu vực khác, bởi vì sẽ có văn hóa và cá tính rất là khác. Nhưng người Mỹ, cô gái Mỹ thích có da đen. Thích da đen. Dạ, thích da đen, nhưng anh thấy nhà người Việt Nam có sợ nắng. Như người Việt Nam, cô gái Việt Nam rất là sợ nắng, đi bên ngoài che tất cả hết cơ thể và không muốn đi bên ngoài khi nào có nắng nhiều. Và khi nào có người Việt Nam và người Mỹ đi làm móng tay rất là khác. Móng tay nail. Đúng rồi. Có người cô gái Mỹ thích coi dài, nhưng người Việt Nam không làm dài. Nhưng đúng rồi, mỗi người mỗi nước cô gái có kiểu làm móng tay khác. Con gái Mỹ thì thích móng tay dài. Đúng rồi. Anh mới biết. Đúng rồi, có nhiều thứ rất là khác. Cô gái ở Việt Nam rất là quan trọng cho cô gái Việt Nam là gia đình. Thích. Đúng rồi, anh thấy nhờ khi nào gặp cô gái muốn có mối quan hệ thì sẽ gặp gia đình của cô gái. Gia đình. Đúng rồi, đây là rất là đặc biệt khó. Có thời gian vui và có đây là gì? Impression. Biểu hiện. Dạ đúng rồi. Biểu hiện. Bởi gia đình cô gái tốt. Đúng rồi. Đấy là một lý do em thích học tiếng Việt, vì nếu có bờ hay có người yêu Việt Nam thì em muốn có cơ hội hay muốn có cơ hội nói tiếng Việt bởi gia đình cô gái. Thế thì Max có ý định lấy vợ không? Tương lai của em sẽ lấy vợ Việt Nam, nhưng bây giờ anh không sẵn sàng. Đúng rồi, bởi vì em rất là tập trung công làm việc. Đúng rồi. Đúng rồi. Kiểu chưa. Đúng rồi. Mấy năm nữa. Để coi. Em chưa biết. Để coi như khi nào em gặp một cô gái rất là đặc biệt thì anh sẽ bắt đầu nghĩ về lấy vợ. Nhưng hiện tại chưa có. Hiện tại em chưa có người yêu. Em là độc thân. Nhưng mà độc thân vui không? Vui bởi vì có nhiều thời gian là tập trung phát triển bản thân của mình. Đúng. Rất là dễ tập trung phát triển cuộc sống. Bây giờ anh hỏi về Việt Nam và Mỹ. Nhé. Có điều gì em nghĩ rằng nước Mỹ nên học từ Việt Nam? Em hy vọng người em sẽ nói ở Mỹ có nhiều người rất là thân thiện, nhưng trời ở Việt Nam thân thiện nhất. Cảm thiện nhất. Đúng rồi, bởi vì đặc biệt ở Sài Gòn người rất là dễ cười, rất là dễ nói chuyện. Người Việt Nam rất là bận.
có nhiều công việc. Bình thường cho một người Việt Nam có ba công việc, có ba kinh doanh, rất là bận. Nhưng khi nào em bắt đầu nói chuyện với người Việt Nam sẽ dừng làm việc và nói chuyện với em. Và sẽ cười và nói chuyện và rất là tận tình sẽ giúp em nếu em có vấn đề hay nếu em không biết. Như hồi trước em không biết giữa xe ở đâu, nhưng cô nói kiểu pha ở đây giữa xe đó, rất là dễ nói chuyện và giúp em khi nào em có vấn đề. Người Mỹ rất là bận, rất là selfish. Oh, đúng rồi, không quan tâm về người ta, chỉ muốn nhấp bản thân mình. Đây là nghĩ rất là bình thường ở Mỹ. Selfish. Dạ đúng rồi. Anh thấy nhà người Việt Nam rất là dễ giúp người, kiểu quan tâm người ta nhiều. Đúng rồi. Em có thể mô tả Việt Nam trong ba thứ được không? Ngon. Ok. Đúng là tôi lấy hai từ nữa. Ngon. Quá. Ngon cứng nhiều như vậy. Ngon. Không có ba từ, có một từ ngon. Một từ là ngon. Em đồ ăn được không? Nhận. Hai từ nữa là nếu em nói tính tiền, đây là một từ hay hai từ? Một từ. Ồ, hay quá. Ngon, tính tiền và chăm sóc. Chăm sóc. Đúng rồi, bởi vì người Việt Nam chăm sóc em nhiều. Chăm sóc em nhiều, em nhiều. Đúng rồi. Thế thì ngon thì ngon đồ ăn Việt Nam. Đúng rồi. Không là cô gái. Cô gái cũng ngon nhiều. Nhưng ý là em là đồ ăn. Ừ, anh hiểu. Mỗi người cũng hiểu mà. Và tham tiền là giống như em nói. Người Việt Nam nói chuyện rất là dễ giúp em khi nào có vấn đề. Và anh nói chăm sóc thì đây là giống nhau thân tiện. Nhưng anh thấy người Việt Nam có nhiều người Việt Nam giúp em khi nào vô nhiêu thứ, khi nào đi chợ, em muốn mua gì, em muốn gì, rất là dễ giúp. Đúng rồi. Và người ta hỏi bằng tiếng Việt luôn. Đúng rồi. Không phải là tiếng Anh. Nói tiếng Việt đúng rồi. Nói tiếng Việt luôn. Đúng không? Nói tiếng Việt luôn. Và đây là vẻ cô gái, bạn gái cũ của em. Bởi vì bạn gái cũ rất là chăm sóc em nhiều. Đúng rồi. Bởi vì khi đấy là mối quan hệ rất là tốt. Và đã giúp em học về văn hóa người Việt Nam và tiếng Việt nhiều. Bởi vì hồi trước em không thể được nói tiếng Việt rõ. Nhưng bạn gái cũ cố gắng nói tiếng Việt với em. Thế hả? Đúng rồi. Bạn gái cũ của em thì có thể nói được tiếng Anh nhiều đúng không? Đúng. Tiếng Anh. Nhưng mà nói tiếng Việt cho để em học. Em biết, em đã làm phiền bạn gái cũ nhiều. Đúng rồi, bởi vì muốn nói tiếng Việt. Nhưng bạn gái cũ ok được. Nhiều thứ em đã chưa hiểu nhưng là bạn gái cũ tiếp tục cố gắng. Tiếp tục cố gắng. Thế thì câu hỏi cuối cùng nhá. Thế thì sau khi sang Việt Nam em thấy bản thân mình có thay đổi không? Thay đổi nhiều. Đúng rồi. Giống như hồi trước em có hỏi Mỹ nên học gì từ Việt Nam. Bởi vì em cũng không nên học nhiều từ Việt Nam. Người Việt Nam biết nhiều. Em thích nói. Anh xin lỗi, em nhận ra cuộc sống của em rất là dễ chịu. Không có lý do cho có nghĩ tiêu cực. Vì có nhiều người đặc biệt ở Sài Gòn có cuộc sống rất là khó chịu. Nhưng không có rất là dễ cười. Không có. Không có rất là dễ cười. Dễ cười. Đúng rồi. Ý em là người Việt Nam có cuộc sống rất là khó chịu. Nhưng sẽ tiếp tục cười. Cười nhiều. Rất là dễ nói chuyện và có cười. Trời ơi em rất là ghen tị vì em đang nghĩ em muốn cái này. Khi nào cuộc sống rất là khó chịu em muốn cười. Vẫn là cười. Đúng rồi. Phải là khóc. Tại sao khóc? Mà bởi vì người Việt Nam và như người ở thế giới khó, cuộc sống rất là khó. Khó khăn được hơn em. Nhưng
con khó cười, con khó nói, rất là thân thiện. Con khó, em muốn có cá tính như cái này. À, đúng rồi. Anh cũng nghĩ như vậy. Đúng rồi, đấy là một thứ em muốn học từ người Việt Nam. Thì sau khi em sang Việt Nam, em thay đổi kiểu positive hơn. Đúng rồi. Cười nhiều hơn. Lạc quan hơn. Không có tiêu cực nhiều. Hồi trước khi nào em có sống ở Mỹ có tiêu cực rất là dễ. Nhưng đó là một thứ về em đã thay đổi nhiều. Nhiều em đã nói em chào mình xin lỗi. Bởi vì lúc mà em ở Mỹ thì kiểu em có áp lực nhiều á. Áp lực để trở nên bác sĩ hay là để học hành. Ôi trời ơi, có áp lực về nhiều thứ. Về em chuẩn bị đi vào trường Ý, nhưng đấy là không đam mê của em. Em đã đi vào trường Ý vì em rất là thông minh về khoa học, về toán, tính toán, không thông minh về tiếng Việt. Nhưng không sao, rất là dễ cho em học khoa học. Đúng, nhưng đã không có đam mê đi học trường Ý. Đã có áp lực về muốn làm gì về cuộc sống của em. Và đã có nhiều áp lực về cuộc sống ở Mỹ. Nhưng cho đăng ký em ở Việt Nam, em đã bắt đầu học văn hóa về tiếng Việt và về cá tính người Việt Nam. Anh có cảm thấy em bắt đầu thay đổi chút xíu, đúng không? Ok. Thế thì phỏng vấn Max là thế thôi nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh của Max nữa. Max hãy review đồ ăn Việt Nam nhé. Dạ. Ok, cảm ơn Max nha. Dạ. Arigato. Cảm ơn các bạn nha. Oyasuminasai. Oyasuminasai. Mà ta hiru dai. Đây là senior shokuro. Senior shokuro. À, sô đà. Ok. Arigato.